Thưa quý vị và các bạn, ra mắt và đi vào hoạt động cách đây không lâu, câu lạc bộ Liên Thế Hệ Tự Giúp Nhau thuộc chi hội người cao tuổi khu vực Thạnh Thắng, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ đã có nhiều hoạt động thiết thực giúp các thành viên không chỉ có đời sống tinh thần vui tươi thoải mái mà nhiều thành viên vốn đời sống khó khăn thì nay đã dần thay đổi rõ nét. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, chồng mất sớm, một mình bươn chải nuôi con khôn lớn thành người, lại nuôi người chị cao tuổi đau bệnh thường xuyên. Bà Ngô Thị Tuyết Thu, hội viên người cao tuổi khu vực Thạnh Thắng, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, được các hội viên câu lạc bộ Liên Thế Hệ Tự Giúp Nhau khu vực giúp cho vay 3 triệu đồng, đầu tư mua phân bón, bọc ni lông, chăm sóc gần 2 công ổi. Đồng thời, giúp bà có thêm đồng vô, đồng ra hàng ngày, buôn bán cốc ổi, tạo nguồn thu từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng mỗi ngày. Lúc trước ông chồng cô bệnh á, rồi cũng ông đó mất đi rồi cô cũng còn thiếu số nợ, rồi cô tham gia câu lạc bộ đó, rồi cô xin vay 3 triệu, cô về cô mua xốp, mua phân, mua thuốc sâu, rồi bữa hổm cô cũng mua cây giống thêm cô trồng ổi á. Rồi cái từ đó rồi cô đi bán buôn bán nhỏ, sáng cô đi bán ổi, chiều bán ổi, cốc rồi đó, rồi cô đã trả xong 3 triệu rồi. Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ Liên Thế Hệ Tự Giúp Nhau giai đoạn đến năm 2025, câu lạc bộ Liên Thế Hệ Tự Giúp Nhau khu vực Thạnh Thắng, phường Thường Thạnh đã được xây dựng, ra mắt và đi vào hoạt động. Lúc đầu câu lạc bộ chỉ có 42 thành viên, trong đó có hơn 30 thành viên có tuổi đời từ 60 tuổi trở lên. Dựa vô chương trình hành động hàng tháng của chi ủy chi bộ cũng như là cái hội cao tuổi cấp trên để là cho hội viên của mình nắm từng bước về cái chủ trương chung của địa phương để mà họ chấp hành. Đồng thời thì cũng từ những người này lấy nòng cốt đó mà lan tỏa ra là toàn bộ số là hội viên cao tuổi khác cũng như là quần chúng nhân dân ở trong khu vực. Từ những hoạt động thiết thực của câu lạc bộ mà đến nay, câu lạc bộ đã có 77 thành viên. Với số vốn huy động từ sự đóng góp của các thành viên, câu lạc bộ đã giúp cho gần 20 lượt thành viên có hoàn cảnh khó khăn vay trên 21 triệu đồng để đầu tư phát triển các mô hình kinh tế như làm vườn, bán tạp hóa, bán hàng ăn, bán vé số hàng ngày. Từ đó, nhiều thành viên vốn trước đây có đời sống khó khăn giờ đã có việc làm và thu nhập ổn định. Ở đây thì mình vay cái nguồn do cái kinh phí không có lớn cho nên là vay để mua bán nhỏ, ví dụ bán tạp hóa, bán mà nước mắm, nước tương này kia, rồi có một số là thành viên là bán vé số. Vậy đó thì nó cũng đỡ. Thì như vậy qua cái kết quả mấy tháng hoạt động thì mình thấy đối với những cái thành viên mà được vay đó, cái điều kiện người ta có tương đối là nó đỡ hơn. Sau 5 tháng hoạt động, mô hình câu lạc bộ Liên Thế Hệ Tự Giúp Nhau của chi hội người cao tuổi khu vực Thạnh Thắng đã dần tạo cho các thành viên có đời sống ổn định hơn, có nơi sinh hoạt, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương, phát huy vai trò của người cao tuổi, sống vui, sống khỏe, sống có ích.